Cả hai nhà máy sản xuất thuốc Monopiravir ở Bình Dương đều mong muốn cung ứng thuốc chữa COVID-19 cho người dân một cách sớm nhất với giá cả hợp lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Doanh Stella Farm được thành lập vào năm 2000 ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là doanh nghiệp sản xuất thuốc Monopiravir đầu tiên của cả nước. Để vào phòng sản xuất thuốc thành phẩm, ngoài các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phóng viên phải mặc đồ bảo hộ, tuân theo các bước vệ sinh theo đúng quy định GMP của nhà máy. Đại diện doanh nghiệp cho biết, tùy thuộc vào quy định của Bộ Y tế cho phép phân phối theo phương án nào thì công ty sẽ thực hiện theo. Là một công ty đầu tiên đưa Monopiravir vào Việt Nam để sản xuất và điều trị COVID cho người dân Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2021 thì công ty đã ký kết chuyển giao công nghệ và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thử nghiệm lâm sàng cho cái sản phẩm này, bởi vì Monopiravir là cái sản phẩm đầu tiên lưu hành ở Việt Nam. Sau đó thì công ty cũng đã kết hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế theo cái quyết định của Bộ Y tế về thử nghiệm lâm sàng để tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở Việt Nam. Khi nhận được lệnh từ ban giám đốc là sẽ sản xuất sản phẩm Monopiravir, chúng tôi rất là phấn khởi và đã cố gắng hết sức để đưa sản phẩm đến tay bệnh nhân sớm nhất có thể. Nhãn hiệu thuốc sẽ ra thị trường là Monopiravir Stella 400mg, chứa hoạt chất Monopiravir, hàm lượng 400mg, liều 20 viên, uống trong 5 ngày. Dự kiến bán ra thị trường với giá khoảng 250.000 đồng một hộp. Thuốc Monopiravir do công ty sản xuất chưa bán ra thị trường mà chỉ cung cấp cho chương trình điều trị có kiểm soát ở cộng đồng cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở các tỉnh, thành phố. Trong đó, cung ứng cho Bình Dương là 20.000 liều điều trị, tương ứng 400.000 viên theo yêu cầu của Bộ Y tế. Trang thiết bị nhà máy đủ cho hoạt động sản xuất với sản lượng lớn 3 tỷ viên mỗi năm nên không gặp vấn đề về thiết bị nếu nhu cầu tăng cao đột ngột đối với tất cả các sản phẩm do nhà máy sản xuất. Dây chuyền đóng gói tự động được kiểm soát nghiêm ngặt và chặt chẽ trước khi xuất xưởng. Doanh nghiệp thứ hai tại Bình Dương cũng được Bộ Y tế cấp phép sản xuất thuốc với hoạt chất Monopiravir điều trị COVID-19 là công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam. Tất cả nguyên liệu sau khi pha chế qua nhiều công đoạn được đóng nang và đóng gói ra thuốc thành phẩm để nghiên cứu chất lượng. Sản phẩm Monopiravir của Boston sau khi nghiên cứu thành công thì được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp phép, và nếu Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đồng ý chủ trương bán hàng phân phối trên toàn quốc thì Boston sẽ tiến hành phân phối đến các khách hàng của mình. Cái sản lượng mà nhà máy sản xuất riêng cho sản phẩm Monopiravir dự kiến khoảng trên 2 triệu viên trên một ngày. Khi mà sản phẩm được hoàn chỉnh kiểm nghiệm các cái công đoạn đúng như quy trình của GMP thì cái sản phẩm được phân phối đến khách hàng. Thành phẩm Monopiravir 400 trước khi đưa ra thị trường, bên cạnh điều kiện thường còn được nghiên cứu và đánh giá độ ổn định trong điều kiện khắc nghiệt và lão hóa cấp tốc để đảm bảo chất lượng thuốc trong suốt quá trình lưu hành. Thuốc được đóng gói thành hai loại, 20 viên 400mg hoặc 40 viên 200mg. Tuy nhiên, thời điểm này, công ty chỉ sản xuất loại 400mg và hiện đã có hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc đặt mua thuốc kháng virus do công ty sản xuất để cung ứng cho người dân, giá bán dự kiến dưới 300.000 đồng một hộp. Để đáp ứng đủ thuốc cho thị trường, công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam đã chuẩn bị máy móc cũng như công nhân phục vụ sản xuất, ước tính mỗi ngày cho ra đời từ 1 triệu đến 1,5 triệu viên thuốc Monopiravir.